Bảo tàng Bến Tre tọa lạc tại số 146 đường Hùng Vương, phường 3, thành phố Bến Tre, trong khuôn viên rộng hơn 13.000 m². Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp với những cánh cửa hình vòm đặc trưng, một tầng trệt, một tầng lầu. Mái lợp ngói, tường hai lớp gạch cùng nhiều cửa sổ hình vòm, trên chạm hình thú, hoa lá, chim muông. Bốn hướng đều có cổng ra vào với ba mặt tiền giáp ba con đường lớn là đường Hùng Vương, Cách mạng tháng 8, Lê Đại Hành. Trải qua bao mùa mưa nắng, tòa nhà bảo tàng vẫn sừng sững uy nghi đứng giữa lòng thành phố như thách thức với thời gian. Dù trải qua nhiều lần sửa chữa tôn tạo, nhưng nhà bảo tàng vẫn đậm nét trầm mặc, cổ kính, không hề ảnh hưởng cuộc sống ồn ào đô thị phồn hoa. Trong không gian thoáng mát, yên tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim hót trên cây. Nhà bảo tàng vẫn ngày ngày làm công việc của mình, đó là giới thiệu với hiện tại những tư liệu, hình ảnh, hiện vật thuộc quá khứ, hào hùng của một thời ông cha ta dựng nước và giữ nước. Đây là cái đường hành lang đi về phía sau của viện bảo tàng. Bảo tàng Bến Tre trước giờ mình chỉ đi ngang thôi, mình ít khi vô lắm. Đây là lần đầu tiên mình vô thì mình rất là ấn tượng, bởi vì trong đây có rất là nhiều những cái bức tranh của những cái người anh hùng dân tộc và những cái hiện vật thời Pháp rồi kìa, rồi đến cách mạng chống kháng chiến chống Mỹ. Dưới đây là không gian của phía tầng trệt. Ở dưới tầng trệt cũng trưng bày những cái hiện vật ở thời kháng chiến. Mời các bạn đi theo mình tham quan nha. Sau khi tham quan ở phía trong bảo tàng, mình sẽ đi ra ngoài. Ở phía ngoài, cái không gian bên ngoài rất là mát nha, rất là nhiều cây xanh. Mình sẽ đi dài ra phía sau. Ở phía sau có một cái khu bảo tàng ngoài trời, có trưng bày rất là nhiều những cái hiện vật như là những cái khẩu pháo, những chiếc xác của máy bay, xích xe tăng. Bây giờ các bạn đi cùng mình nha. Qua những cái bức hàng rào, các bạn có thể thấy là có những khẩu pháo. Ngoài ra là có những cái xác của những chiếc máy bay, các bạn có thể thấy không? Những cái mảnh bom rất là to nha. Thank you.
bên này có cả một cái xác của một chiếc thuyền, không biết chiếc thuyền hay chiếc tàu gì đó. Chỉ còn cái phần dưới thôi, phần trên đã mất hết rồi. Tuy nó rất là xét, bị oxy hóa rồi, nhưng mà cái phần khung của nó vẫn còn thể hiện rõ. Ở cái khoảng sân này mình không biết là phía trước hay là phía sau của viện bảo tàng nữa. Đây là cái khoảng sân nhìn ra phía đường Cách mạng tháng 8. Khoảng sân này có một cái hồ sen rất là rộng nha. Ngày Tết, thường là những ngày Tết thì các bạn hoặc là các cô chú sẽ lại đây chụp hình rất là đẹp. Các bạn có thể thấy không, từ ngày xưa người ta đã có thể xây dựng được một cái công trình, một cái ngôi nhà lớn và to như thế này rồi. Ngoài ra xung quanh có rất là nhiều cây kiểng nữa. Ngày thường bảo tàng Bến Tre thường mở cửa cho các du khách ghé xem. Còn vào những ngày Tết thì ở đây sẽ tổ chức những cái buổi lễ như là hội chợ nè, những cái buổi mà bán hàng trưng bày những cái hàng, những hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao. Ở trong đây thì do có một cái không gian rất là rộng. Và buổi chiều có những cô chú hoặc là những bạn trẻ tập thể dục, có thể là mình vô đây mình gửi xe, sau đó mình tập thể dục đi vòng vòng xung quanh của viện bảo tàng rất là rộng nha. Ở hai bên thì người ta cũng có thể làm sân tennis và những cái nhà vệ sinh cho những rất là tiện nghi. Nói chung là vô đây các bạn sẽ không có thiếu cái gì hết. Ở đằng kia có một chú đang đánh đàn guitar, rất là mình thấy chú rất là nghệ sĩ nha. Để mình lại mình quay cho các bạn xem. Ông ở Sài Gòn. Thầy Phúc ở đây nè, Nguyễn Văn Phúc á. Dạ. Bảo tàng Bến Tre là một trong những cái di tích mà mình nên ghé khi mà đến thành phố Bến Tre cũng như tỉnh Bến Tre. Các bạn hãy ghé thăm một lần để có những cái trải nghiệm và những cái hiểu biết về lịch sử giống như mình nha.